Thưa quý vị, thưa bà con, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho phép nhập khẩu cấp 50.000 liều vaccine và triển khai tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho châu bò và bước đầu cũng đã khẳng định được hiệu quả phòng bệnh. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương thì bệnh viêm da nổi cục trên châu bò vẫn đang có dấu hiệu bùng phát và mới đây tại tỉnh Quảng Ngãi, địa phương này đang khẩn trương thực hiện một số biện pháp chủ yếu nhằm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho người dân chăn nuôi. Nhiều ngày nay, đàn bò đều có hiện tượng da nổi u cục, các khớp chân sưng to và bỏ ăn. Mặc dù đã được điều trị thuốc, vệ sinh chuồng trại, tuy nhiên một con trong đàn vẫn bị chết. Với con nhỏ thì yếu quá, bố nó chưa ăn được, nó yếu quá, nó chết. Với bác lao bớt cái bệnh thì lao bớt quá đi. Thuốc, không thuốc, chưa có thuốc, chết. Bệnh viêm da nổi cục trên châu bò được ghi nhận ở Quảng Ngãi bắt đầu từ 8 hộ chăn nuôi ở xã Bình Long. Trong vòng chưa đầy một tháng, dịch bệnh đã lan rộng ra 6 xã thị trấn của huyện Bình Sơn, hơn 220 con bò bị bệnh. 5 con bò đã chết và được tiêu hủy. Hiện tại, Quảng Ngãi đã nghiêm cấm việc di chuyển gia súc mắc bệnh ra khỏi địa phương để hạn chế lây lan dịch bệnh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần đảm bảo vệ sinh chuồng trại, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bệnh để thông báo kịp thời với chính quyền địa phương. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, bệnh viêm da nổi cục hiện nay thì đã lây lan ra rất là nhiều địa phương trên cả nước và khiến cho bà con chăn nuôi điêu đứng. Bệnh tuy không làm chết châu bò nhanh chóng, thế nhưng lại làm giảm sức đề kháng và châu bò cũng sẽ dễ mắc các bệnh kế phát hơn. Và thưa chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, cũng liên quan đến bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Thị Hiếu, số điện thoại 0338, 3 số cuối là 531 ở Hà Tĩnh. Khán giả có hỏi như sau: bò được 25 tháng tuổi có biểu hiện là nổi u cục to ở phần dây dương vật quản. Thú y địa phương có tiêm vaccine viêm da nổi cục, bệnh có khỏi nhưng mà sau 2 ngày thì lại tái phát. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia. Vâng, thưa chị Hiếu và bà con chăn nuôi đại gia súc, nếu đã xác định là bệnh viêm da nổi cục thì không có thuốc nào chữa khỏi được, vì đây là bệnh do virus. Cái cách phòng bệnh tốt nhất hiện nay đó là chúng ta nhốt bò tại chuồng. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta không được thả bò ra phía bên ngoài, vì khi chúng ta thả bò ra phía bên ngoài, nó ăn phải cái chỗ cỏ, mà chỗ cỏ đấy lại vướng phải một con bò. Nó ăn phải thì có nghĩa là nó sẽ thải cái vaccine ra cái môi trường đó, để lập tức con bò các bạn sẽ bị ngay. Cho nên là cố gắng làm sao trong cái điều kiện mà dịch nó đang phức tạp như này, chúng ta sẽ nuôi nhốt bò tại chuồng. Việc thứ hai rất chú ý, bệnh viêm da nổi cục, cái đường lây truyền chính của nó là do cái ký sinh trùng nó đốt, ví dụ như là muỗi, ví dụ như là ve, hoặc ví dụ như ruồi. Cho nên là cố gắng làm sao chúng ta phải tắm trải cho con bò hàng ngày, hoặc là nếu không chúng ta phải dùng các biện pháp để chúng ta diệt thì sẽ hạn chế. Đấy, hạn chế, vì đấy là cái tác nhân truyền bệnh. Ngoài ra những cái tác nhân khác, ví dụ như là ăn chung, uống chung, nếu trong một cái máng thì nó cũng có thể xảy ra, giống như các bạn mà thả bò ra phía ngoài đồng. Đấy là việc thứ hai chúng ta phải làm. Cái thứ ba là chúng ta phải tiến hành tiêm vaccine. Thì hiện nay là nhà nước đã có cái vaccine tiêm rồi, và chúng ta chỉ tiêm cho những con chưa mắc bệnh, còn những con đã mắc bệnh rồi thì không được tiêm, vì tiêm chả giải quyết vấn đề gì. Đấy. Việc thứ tư là phải tiến hành phun sát trùng chuồng nuôi, phun sát trùng xung quanh khu vực chuồng nuôi và phun sát trùng tại trong chuồng nuôi. Làm như vậy thì làm cho virus mà nó có chui ở bên trong chuồng của các bạn thì nó sẽ bị diệt. Cho nên là bốn cái điều ấy là các gia đình phải ghi nhớ. Đấy, một cái điều ghi nhớ thứ năm, nếu như trong khu vực của gia đình hoặc là trong cái đàn bò của gia đình mà nó bị cái bệnh đấy thì phải báo cho cơ quan thú y để người có cái hướng người ta xử lý. Các bạn không được làm cái gì cả, vì đây là cái bệnh rất là nguy hiểm. Nếu không nó sẽ lây ra toàn bộ cộng đồng. Tôi chỉ nhắc như thế thôi, còn cái cách xử lý nào thì nhà nước đã có cái hướng dẫn rất là cụ thể. Thì đề nghị các chị Hiếu cũng như gia đình chăn nuôi bò, nếu như mắc phải những trường hợp như vậy thì chúng phải làm thật tốt 5 cái điều như tôi nói thì sẽ hạn chế được cái đàn bò của gia đình nhà mình bị bệnh. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn đến từ chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Thưa quý vị, thưa bà con, từ Tuy Đức, Đắk Nông, một khán giả có tên là Nguyễn Thị Hoa với số điện thoại 0974, 3 số cuối là 689 cũng đã gửi về cho chương trình một câu hỏi với nội dung như sau.
Cá chấm và cá chép nuôi đã được 2 tháng, tuy nhiên là cứ đến buổi trưa nắng thì cá lại nổi lên mặt nước, cho đến lúc trời mát thì cá lại bình thường. Có váng nhớt nổi ở trên mặt nước và đã bị hiện tượng này khoảng 10 ngày nay. Khán giả cũng đã cho dùng BKC để diệt khuẩn và thay nước ở trong ao. Tuy nhiên là cũng không khắc phục được tình trạng này. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Thị Hà. Vâng, xin chào chị Hoa, xin chào bà con. Với cái hiện tượng như vậy thì tôi nghĩ rằng là rất tiếc là chị không nói cho tôi cái mực nước ở trong ao nó bao nhiêu. Nếu mà mực nước mà thấp ấy, thì nó sẽ làm cho cái nước trên tầng mặt nó nóng. Đấy, thì mà nếu mà thấp hơn nữa thì là cả cái nhiệt độ nước nó sẽ bị tăng, trong ao nó sẽ tăng lên một cách đột ngột ấy, thì nó sẽ làm cho cá rất dễ bị ngợp và nó ngợp lên. Vì ở đây á, thì nó lại ngược lại với lại cái trường hợp trước, nắng thì mới lên mới nổi lên, còn mát thì lại là chìm xuống. Thế thì chúng ta phải điều chỉnh cái mực nước phải cao, nó khoảng độ 1m8 đến 2m thì nó mới đảm bảo được cái khối lượng nước đủ lớn để cho cái nhiệt độ nước nó không tăng cao. Đấy. Cái thứ hai nữa ấy là cái vấn đề đáy ao của chị nó sẽ gặp vấn đề về các cái khí độc, cho nên là chính vì vậy mà khi trời nắng lên thì cái sự phân hủy một bãi hữu cơ nó sẽ xảy ra rất nhanh. Xảy ra nhanh thì nó cũng sử dụng oxy hòa tan, nó cũng có thể nó sẽ làm ngợp. Nên chính vì vậy mà chúng ta thay nước, nhưng mà chúng ta phải thay bằng cách là rút nước đáy và bổ sung nước tầng mặt để rút toàn bộ các cái chất bẩn ở dưới đáy ao ra. Và ở đây thì chị có dùng BKC, như chỉ dùng BKC diệt khuẩn thôi ấy, thì khi chúng ta sử dụng BKC diệt khuẩn ấy, thì nó sẽ làm cho các cái tảo mà chị nói là nó có cái nhớt, lớp nhớt ở bên trên ấy, là các cái tảo đấy nó chết, nó chìm xuống dưới ấy, thì nó lại gây thối nước thì lại khí độc nó lại tăng cao. Chính vì vậy mà sau khi mà chị sử dụng bỏ đánh BKC xuống xong rồi thì 1 đến 2 ngày là chị phải bón gieo Zuka, muốn Zuka gieo xuống để nó hút toàn bộ các khí độc ở dưới đáy ao. Và chúng ta bón chế phẩm sinh học xử lý đáy xuống để nó phân hủy các cái xác tảo, các cái xác vi sinh vật và mùn bãi hữu cơ, thức ăn dư thừa, nó phân hủy nhanh để mà tạo ra các thức ăn tự nhiên cho cá. Nó sẽ làm cho cái môi trường nó sạch hơn, nó tốt hơn. Còn đối với lại cá thì chị phải cho nó ăn vitamin C để mà chống sốc, chống stress cho cá khi mà môi trường nước nó thay đổi, và cho kèm thêm ăn men tiêu hóa để kích thích cho cá ăn tốt hơn, nó có sức đề kháng tốt hơn để nó chống chịu qua cái giai đoạn chuyển mùa như bây giờ. Và chúc chị thành công. Dạ vâng, xin cảm ơn tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Thưa quý vị, thưa bà con, tổng đài 1900-6145 của chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được câu hỏi đến từ khán giả Tô Văn Lượng, số điện thoại 0399, 3 số cuối là 355 ở Lào Cai. Khán giả có hỏi như sau: nhà có con lợn nái nặng 1 tạ 4 đã chửa được 2 tháng, lợn có dấu hiệu bị sốt, da mẩn đỏ, và khán giả thì thường cho lợn ăn cám sữa, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia chăn nuôi ạ. Lợn của bạn mà mới được có 2 tháng thì đây mới nằm trong giai đoạn của chửa kỳ 1. Nếu bạn cho ăn cám sữa lúc này là chỉ có làm cho mẹ béo, chứ không làm cho thai tốt. Cho nên là bạn là cho ăn hơi sớm. Chúng tôi đề nghị với bạn, tức là nếu mà cho ăn cám sữa, tức là cái cám gọi là cám của nái nuôi con đấy, thì chúng ta chỉ dành cho nó ăn trước khi đẻ 30 ngày. Đấy, lưu ý như thế nhé. Cho nên hiện nay anh Lượng đang làm sai. Một cái điều thứ hai nữa, tức là con lợn của gia đình nhà anh Lượng là có dấu hiệu sốt, da mẩn đỏ, nếu như có dấu hiệu khó thở thì khả năng đây là bị nhiễm hemophilus do viêm phổi. Cho nên cố gắng làm sao phải giữ trong cái điều kiện chuồng trại nó khô, nó sạch và nó ấm. Bởi vì giai đoạn này là cái giai đoạn coi như là mưa nồm, ẩm nhiều, cho nên cái mật độ không khí nó cũng không lạnh lắm mà nó cũng không nóng lắm, tức là cái giai đoạn trung gian, nhưng mà độ ẩm rất là cao. Nếu như chuồng trại của các bạn mà nuôi trong cái tình trạng vừa là ẩm, vừa là mất vệ sinh, thì đây chính là dung dưỡng để cho cái vi khuẩn hemophilus nó phát sinh rất là lớn và sẽ làm cho sức đề kháng của lợn sẽ giảm rất là nhanh. Đặc biệt là đối với các cái giống lợn mang thai, hoặc là lợn con theo mẹ, hoặc là lợn sau cai sữa, chứ còn lợn thịt thì cũng ít bị, thì rất dễ bị nhiễm cái bệnh này. Cho nên là đấy là cái cách phòng. Đấy. Nó có một cái loại vaccine nhưng mà hiện nay ở Việt Nam thì chưa phổ biến lắm. Cho nên cái cách phòng tốt nhất vẫn là cái vệ sinh chuồng trại, rồi là dinh dưỡng tốt cho con mẹ thôi, hoặc là cho con thôi, thì là khắc phục được. Còn điều trị thì tôi cho anh một cái đơn thuốc, rất nhiều các loại thuốc liên quan đến cái bệnh đường hô hấp của lợn thì anh sẽ tiêm cho nó cũng được, nếu mà trong trường hợp mà nó nặng. Còn nếu mà nó nhẹ thì anh có thể dùng cái thuốc bột tilosin hoặc là thuốc bột gentatilo mà nó dạng bột ấy, trộn thẳng với thức ăn cho nó ăn thì cũng không có vấn đề gì cả.
Thì cái thuốc thứ nhất là chúng tôi kê là cái Gentatilo, thuốc thứ hai là Pneumotic, thuốc thứ ba là Lancosep, thuốc thứ tư là Lancogen, và cuối cùng nữa tức là Ceftiofur. Anh dùng một trong bốn năm loại này, anh tiêm, tiêm 3 ngày hoặc là 4 ngày liên tục. Các cái thuốc bổ kèm theo thì tôi ghi bên cạnh đây thì anh làm đúng cái quy trình như thế. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn phải là giải quyết cái môi trường tốt. Xin cảm ơn. Dạ.